Em Phúc xin kính chào tất cả quý anh chị, cô chú, khách hàng thân thương đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Quận 12, chuyên bán nhà và đất ở Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi trưa ngày hôm nay, em Phúc có mặt tại phường Thành Xuân, khúc gần trường Cao đẳng Điện lực để giới thiệu tới quý anh chị một lô đất sổ hồng riêng có diện tích khá là đẹp. Lô đất của chúng ta thì cách trục đường chính Hà Huy Giáp khoảng 20m và cách trường Cao đẳng Điện lực khoảng 50m. Lô đất của chúng ta có chiều ngang là 33m và chiều sâu vô là 5m, nằm góc hai mặt tiền, thuận tiện cho quý anh chị kinh doanh buôn bán hoặc là các nhà trọ cho sinh viên thuê. Và đây là sổ hồng của lô đất. Lô đất có 159,5m, toàn bộ là đất ở đô thị. Và đây là bản vẽ lô đất của chúng ta. Vị trí lô đất là cách trục đường chính Hà Huy Giáp khoảng 20m và cách trường Cao đẳng Điện lực khoảng 50m. Đường trước lô đất của chúng ta có chiều ngang là 10m, 3 xe ô tô né nhau và được chủ gửi bán với giá là 5.500.000. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ nói cũng sẽ bớt lọc lá cho quý anh chị thiện chí. Với một lô đất 5 tỷ và được phép xây dựng lên tới 7 tầng, nằm ở kế bên trường Cao đẳng Điện lực, chúng ta có thể xây lên 6-7 tầng, xong đó ngăn ra từng phòng nhỏ nhỏ để làm phòng trọ hoặc là mở khách sạn, buôn bán, mở spa, tiệm nail. Ở khu vực này thì khá là ok. Lô đất của chúng ta cách trục đường chính Hà Huy Giáp khoảng hơn 20m. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể liên hệ với Phúc theo số điện thoại ở góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí lô đất. Với một lô đất có chiều ngang là 5m và chiều sâu là 33m, rất là rộng, quý anh chị có thể làm được rất là nhiều việc, hoặc là xây nhà thì cũng rất là rộng. Lô đất của chúng ta nằm ở góc hai mặt tiền, buôn bán đồ thì cũng rất là ok. Lô đất của chúng ta nằm trong một con đường rất là lớn và đặc biệt là trước lô đất của chúng ta có một cái biệt thự phố rất là rộng. Video review lô đất 5x33 sổ hồng riêng giá 5.500.000 của em đến đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị những video sau. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo về nhà và đất ở quận 12. Ngoài ra nếu quý anh chị muốn mua nhà hoặc là bán nhà bán đất thì cũng cứ liên hệ với Phúc. Phúc sẽ tới quay những video như vậy để gửi cho khách hàng, hoặc là quý anh chị cần mua nhà đất thì cứ báo với Phúc mong muốn của mình. Phúc sẽ quay video thực tế như vậy và gửi cho quý anh chị.